Rồi anh chào Đạt nha, chào mọi người ha. Thì đây là cái đơn cây mà Đạt đặt nè, anh quay lại cho Đạt xem nha. Gồm có 3 cây tùng kim cương lớn mà hôm trước anh có cái làm clip 3 cây 1,2 triệu đó. Đó là 3 cây này ha. Thì anh đi định là đóng vô cái thùng xốp cho em, nhưng mà đóng như thế này thì họ quy đổi ra thì cái phí nó gửi nó sẽ rất là cao ha. Thì khi mà trọng lượng nhẹ như thế này á, mà đóng vô cái thùng, 2 cái thùng như thế này thì họ sẽ quy đổi nha. Họ lấy 3 cạnh họ nhân lại rồi họ chia cho nhiêu á, xem cái trọng lượng nào mình lớn hơn thì họ sẽ lấy đó. Đó, cho nên là anh sẽ dự định là đóng cái thùng cùng giấy cho em ha. Anh nghiên cứu anh đóng. Rồi đây là cái cặp tùng tiết ha. Tiết của em ha. Rồi đây là 2 cây cẩm thạch đó. Nó cây xin hết ha. Anh lựa cây trội nhất đám rồi nè. Đây là tùng ngũ sắc. Mấy cây này thì nhỏ nhỏ này thì anh phải đóng vô thùng xốp. Cái tùng ngọc trai nè. Cây này thì vài tháng trước thì phải giá là 500.000 cây nè. Nay là nó giảm nhiều lắm rồi đó. Cây này của anh lựa cho em nè. Cái tán nó xinh xe hơn nha, nhưng mà gốc nó hơi nhỏ nha. Đó. Đây là cái đùng kim cương. Đó. Đùng kim cương đọt đỏ. Nó đọt đỏ gì, nó chỉ đọt đỏ khi mà nó lá còn non thôi nha. Đó, nó cũng giống như tùng cẩm thạch nè. Ở tùng ngũ sắc. Thế là khi lá nó còn non thì nó mới có ngũ sắc thôi. Còn khi mà nó già lại thì nó cũng trở lại màu xanh ha. Đó, cái tùng kim cương đọt đỏ này cũng vậy. Đây nè. Khi nó ra đọt á, nó mới đọt đỏ. Còn nó già lại thì nó sẽ trở lại màu xanh nha. Nhưng cây này thì mới nhập về, mới thay bầu. Nên nó còn chưa có ổn định ha. Về em dưỡng nó thêm khoảng nửa tháng nữa. Dưỡng nó trong bóng râm nha. Trong bóng râm khoảng 50-70% nắng gì đó. Rồi từ từ tăng cái độ nắng lên 80-90% nắng gì cho nó quen. Rồi em hãy trồng. Rồi nếu mà không gấp thì em giữ khoảng nửa tháng, tháng càng tốt. Đó, cây này ha. Rồi cái đơn như vậy ha. Và anh sẽ tặng cho em thêm một cây tùng kim cương nhỏ. Nó nhỏ vậy chứ nó cũng lớn hơn những cây nhỏ còn lại trong vườn anh á. Đây, cây này nó mạnh ha. Rồi anh tặng cho em thêm một cặp tùng búp hồng nữa ha. Đây. Đó, đó là tất cả cái đơn cây của em ha. Các anh sẽ đóng mấy cái cây cao này sẽ anh đóng 2 cái thùng giấy. Còn mấy cây nhỏ này anh đóng thùng xốp ha. Rồi vậy hết à. Rồi anh chào Đạt và chào mọi người ha. Người có cần những cái giống tùng mà thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0917 072 138 nha. Rồi, anh chào cả nhà mình ha.